Nguyễn Du, sinh năm 1765, mất năm 1820, tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. Ông sống trong thời đại đầy biến động, giang sơn mấy lần đổi chủ, chế độ phong kiến suy tàn, phong trào khởi nghĩa nông dân nổi lên khắp nơi. Quê cha ông ở Hà Tĩnh là nơi giàu truyền thống văn hóa hiếu học, còn quê mẹ ở Bắc Ninh là cái nôi của dân ca quan họ. Nguyễn Du sống chủ yếu ở Thăng Long, mảnh đất nghìn năm văn hiến, quê vợ ông ở Thái Bình, nhiều truyền thống văn hóa. Ông sinh ra và trưởng thành trong một gia đình quý tộc phong kiến quyền quý. Cha là Nguyễn Nghiễm, từng là tể tướng trong triều Lê. Anh là Nguyễn Khản, làm chức tham tụng, ngang thừa tướng trong phủ chúa Trịnh. Có điều kiện thời thơ ấu và thanh niên từ năm 1765 đến năm 1789, ông sống sung túc, hào hoa ở kinh thành Thăng Long trong gia đình quyền quý. Đó là điều kiện để có những hiểu biết về cuộc sống ông phong lưu của giới quý tộc phong kiến. 10 năm gió bụi từ năm 1789 đến năm 1802, ông sống trong cuộc đời nghèo khổ, phong trần, gió bụi, đem lại cho Nguyễn Du vốn sống thực tế gần gũi với quần chúng, học tập ngôn ngữ dân tộc và thôi thúc ông suy ngẫm về cuộc đời con người. Từ khi ra làm quan triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1820, ông giữ nhiều chức vụ cao, được đi nhiều nơi, được cử làm tráng sứ sang Trung Quốc. Điều đó giúp ông mở mang, nâng tầm khái quát về xã hội và con người. Thời thơ ấu và thanh niên từ năm 1765 đến năm 1789, ông sống sung túc, hào hoa ở kinh thành Thăng Long trong gia đình quyền quý. Đó là điều kiện để có những hiểu biết về cuộc sống ông phong lưu của giới quý tộc phong kiến. 10 năm gió bụi từ năm 1789 đến năm 1802, ông sống trong cuộc đời nghèo khổ, phong trần, gió bụi, đem lại cho Nguyễn Du vốn sống thực tế gần gũi với quần chúng, học tập ngôn ngữ dân tộc và thôi thúc ông suy ngẫm về cuộc đời con người. Từ khi ra làm quan triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1820, ông giữ nhiều chức vụ cao, được đi nhiều nơi, được cử làm tráng sứ sang Trung Quốc. Điều đó giúp ông mở mang, nâng tầm khái quát về xã hội và con người. Sinh năm 1708, mất năm 1775, sinh ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tên tự là Hy Tư, hiệu là Nghị Hiên, có biệt hiệu là Hồng Ngự Cư Sĩ, Đậu Nhị Giáp Tiến Sĩ, làm quan đến chức Đại Tư Đồ, tức Xuân Quận Công. Mẹ là bà Trần Thị Tần, sinh năm 1740, mất năm 1778. Bà là con gái của một người làm chức câu kế. Bà Tần quê ở làng Hoa Thiều, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, Đông Ngàn, xứ Kinh Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Bà Tần là vợ thứ ba của Nguyễn Nghiễm. Tổ tiên của Nguyễn Du, quê nội ở làng Tảo Dương, quê ngoại ở làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam, nay thuộc Hà Nội, nổi tiếng với câu chuyện Trạng Cậu, Trạng Cháu. Về sau, Nam Dương Công, Nguyễn Doãn Miện, tức Nguyễn Nhiệm, là cháu của Trạng Nguyên Nguyễn Thiến, di cư vào Hà Tĩnh, trở thành vị tổ phụ của dòng họ Nguyễn Tiên Điền. Thời thơ ấu và thanh niên từ năm 1765 đến năm 1789, ông sống sung túc, hào hoa ở kinh thành Thăng Long trong gia đình quyền quý. Đó là điều kiện để có những hiểu biết về cuộc sống ông phong lưu của giới quý tộc phong kiến. 10 năm gió bụi từ năm 1789 đến năm 1802, ông sống trong cuộc đời nghèo khổ, phong trần, gió bụi, đem lại cho Nguyễn Du vốn sống thực tế gần gũi với quần chúng, học tập ngôn ngữ dân tộc và thôi thúc ông suy ngẫm về cuộc đời con người. Từ khi ra làm quan triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1820, ông giữ nhiều chức vụ cao, được đi nhiều nơi, được cử làm tráng sứ sang Trung Quốc. Điều đó giúp ông mở mang, nâng tầm khái quát về xã hội và con người. Sáng tác của Nguyễn Du được lưu hành ngay từ lúc ông còn sống, tương truyền truyện Kiều được Phạm Quý Thích nhận sắc và cho in ở phố Hàng Gai. Ngay sau khi Nguyễn Du mất chỉ vài chục năm, vua Tự Đức từng có cớ cho quan tỉnh Nghệ An thu thập tất cả các di cả của Nguyễn Du để đưa về kinh. Việc xác định thời điểm ra đời của các tác phẩm chưa được giải quyết, kể cả thời điểm Nguyễn Du viết truyện Kiều. Mặc dù đã mất rất nhiều công sức, nhưng các ý kiến trong giới nghiên cứu vẫn còn rất khác nhau. Năm Trung Tạp Ngâm, Ngâm Nga Lạp Vặt lúc ở miền Nam, gồm 40 bài thơ làm từ năm 1805 đến cuối năm 1812, tức là từ khi được thăng hàm Đông, các học sĩ và làm quan ở Kinh, gần 4 năm, cho đến hết thời kỳ làm quan cai Bạ Dinh ở Quảng Bình, 3 năm, 5 tháng. Ông viết khi làm quan ở Huế, Quảng Bình và những địa phương ở phía Nam Hà Tĩnh. Bắc Hành Tạp Lục ghi chép linh tinh trong chuyến đi sang phương Bắc, gồm 13 bài thơ, viết trong chuyến đi sứ sang Trung Quốc. Bài thơ Thăng Long ra đời tháng 2 năm 1813,
và bài cuối tập là bài Chu Phát, Làm Khi Trở Lại, Võ Xương, ra đời cuối năm 1813. Từ đó, nhà thơ liên thuyền về Nam Quan theo con đường đã đi lần trước nên không có thơ nữa. Chỉ có một vài bài còn cối, Vương Thị, tức vợ Tần Cối, không ở chỗ thích đáng của nó, làm ta ngờ rằng nhà thơ nhân cớ đến những nhân vật đó mà làm thơ, chứ không phải tức cảnh sinh tình như tuyệt đại đa số trong các bài thơ ở tập này. Trường hợp này giống trường hợp của bài Độc Tiểu Thanh Ký trong số 78 trong Thanh Hiên thi tập. Bài này không phải làm khi nhà thơ đi qua mộ Tiểu Thanh ở Tây Hồ, mà làm khi còn ở nhà, nên không ở trong Bắc Hành tập lục. Về văn thơ nôm, Nguyễn Du sử dụng tài tình hai thể thơ dân tộc Lục Bát và Song Thất Lục Bát. Ông đã làm mới ngôn ngữ văn học tiếng Việt. Nguyễn Du lưu lại trong kho tàng văn học Việt Nam Thiên Trường Thi Bất Hủ, Đoạn Trường Tân Thanh, được truyền tụng trong dân gian và được liệt vào tài liệu giáo khoa dạy ở bậc trung học. Đoạn Trường Tân Thanh là áng văn chương tuyệt tác, viết theo thể thơ Lục Bát, gồm 3.254 câu, dài nhất trong các tác phẩm xưa nay. Đoạn Trường Tân Thanh, tức tiếng kêu mới về nỗi đau đứt ruột, tên tiếng phổ biến là chữ Kiều, được viết bằng chữ Nôm, gồm 3.254 câu thơ theo thể Lục Bát. Nội dung chuyện Kiều được dựa theo tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, Trung Quốc. Ngoài ra, văn chiêu hồn, tức văn thế thập loại chúng sinh, dịch nghĩa văn tế 10 loại chúng sinh, là một ngâm khúc có 184 câu theo thể Song Thất Lục Bát, trong đó chứa đựng tấm lòng từ bi của người Phật tử Nguyễn Du đối với cảnh khổ của muôn vàn sinh linh, cũng là một tác phẩm giá trị được nhiều học giả nghiên cứu, trích giảng, hiện chưa rõ thời điểm sáng tác. Sáng tác của Nguyễn Du không thật sự đồ sộ về khối lượng, nhưng nó có vị trí đặc biệt quan trọng trong di sản văn học và văn hóa dân tộc. Hơn nữa, nó lại rất năng sản, từ chuyện Kiều đã nảy sinh ra biết bao hình thức sáng tạo văn học và văn hóa khác nhau. Thơ ca về Kiều, các phóng tác chuyện Kiều bằng văn học, sân khấu, điện ảnh, rồi rất nhiều những hình thức kệ của nghệ thuật dân gian, đố Kiều, giảng Kiều, lẩy Kiều, bói Kiều, đặc biệt là số lượng rất lớn những bài bình luận, những công trình phê bình, nghiên cứu,